Thực ra thì gần đây có người hỏi con rằng là tại sao quý Phật tử lại ít đi chùa và thậm chí nhiều chỗ quay lưng với chùa, thì lý do là sao vậy? Dạ, con cũng muốn trả lời thật thà lắm nhưng cũng sợ đụng chạm. Nhưng mà đến giờ phút này thì nếu mình sợ đụng chạm thì mình không có nói lên được tiếng nói thành thật lòng của mình. Con thì con thích nói trong lòng của mình thôi. Thứ nhất là do có sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ. Nên là Ngài Minh Tuệ xuất hiện nó giống như là một ánh sáng vậy đó. Nó làm cho tất cả người Phật tử được bình tĩnh ra, quý kính vô cùng. Thật xưa nay là mình nghe trong kinh, trong điển thôi chứ mình không có thấy thực tế về đời. Một nhà sư mà chân phương như vậy, xong mình quý kính. Nhưng mà cái mà sóng xô mà đẩy mạnh cho đạo Phật mình bị gần như là hiu quạnh, những cái ngôi chùa gần như là bị vắng Phật tử quan tâm, là do những người tu theo đạo Phật là tức là bắt đầu từ những cái sự chỉ trích, cái sự mà công kích Sư Minh Tuệ một cách rất vô tâm, vô tình đã làm cho cái trái tim của từng người Phật tử bị thổn thức gần như vô cảm. Cho nên là không phải Phật tử là không cung kính Phật pháp, mà Phật tử là đang cảm thấy có một cái gì đó nó sai lầm trong cái thế giới tu hành, khác lại với lời giảng của mọi người. Thường thường người tu hành đều giảng đạo lý tu hành nhưng mà lại không chấp nhận một người tu hành. Thì cái phương pháp mà để cứu vãn tình hình cho đạo Phật mình tốt đẹp, để mọi người có thể ngồi lại với nhau tu hành, là những người tu hành đừng công kích Sư Minh Tuệ. Ví dụ như Phật tử mặc áo Sư Minh Tuệ là quý thầy ủng hộ, hình ảnh mà của Sư Minh Tuệ được Phật tử chụp lại, nếu mà các chùa các thầy cũng ủng hộ, tại vì đó là tấm gương lành. Thì mình treo hình Đức Phật, mình treo hình các bậc tổ sư cũng chỉ là mình muốn là hình ảnh của các tổ sư là làm cho mình tỉnh thức thôi, làm cho mình xem cái gương lành đó mà mình quý mến thôi, thì Sư Minh Tuệ xứng đáng, tại vì đây là con người mà mình thấy được trước mắt. Cho nên các bậc tu hành cũng không cản mà còn phải khuyến khích và thậm chí còn làm. Và nếu như Phật tử vào chùa tu tập tụng kinh niệm Phật thọ bát quan trai mỗi ngày mà thầy nào cô nào cũng khuyến khích Phật tử nên cung kính một mặt đáng cung kính, thì tự nhiên chùa chiền sẽ ổn định lại. Tại vì Phật tử căn bản cũng không làm theo cái hạnh của Sư Minh Tuệ được. Bản thân con đây không làm được một phần người, thì con tin là Phật tử ngoài đời bây giờ mình học hỏi theo một phần nào của Sư Minh Tuệ, chứ không ngủ ngồi, không đi chân trần, không xài tiền gì đó. Các cái hạnh 13 đầu đà này cực kỳ quý hiếm, không ai cũng làm được. Và sau này là người nào mà có duyên lắm luôn mới theo Sư Minh Tuệ tu suốt kiếp được, chứ còn Sư Minh Tuệ là không phải ai cũng tu, không phải ai cũng tu được. Dạ, rất là khó. Được Việt Nam thì có một vị. Dạ. Và hôm con ngồi con tỉnh tâm, con phát hiện ra Sư Minh Tuệ có một điều xưa nay con chưa nhìn thấy. Cái con thấy được nhưng mà nhất thời bây giờ sao tự nhiên con gặp với cô con quên. Và cái đó nó rất đơn giản luôn, để có khi nó quay lại con nhớ. Rất tuyệt vời mà người tu mà gọi như thần tăng, Phật tăng mới thấy ra được. Thì bây giờ là mình chỉ cần ủng hộ Sư Minh Tuệ và đừng cản trở cái sự tu tập của Phật tử, dành sự quý mến cho Sư Minh Tuệ, thì tự nhiên là thế giới thanh bình và mọi việc sẽ ổn định. Mà nếu như trong lúc này, trong thời gian này mà Sư Minh Tuệ có chuyện gì xảy ra, ví dụ như mất tích hay là bị một cái tai nạn nào đó, thì rất là nguy hiểm. Vì thế Phật tử họ sẽ bắt đầu họ càng chán ghét những người tu thôi. Không phải là chán ghét Phật, không phải là chán ghét Phật đạo, chán ghét cái người tu tại sao hại người ta.
Bởi vì bây giờ các tôn giáo bạn hầu như đều tôn quý sinh tuệ, đều có lời cảm thán hết. Và có người đã nói rằng là các bạn nên tự hào về sinh tuệ, vì trong đạo Phật của bạn đã xuất hiện một nhà sư như thế, rất là chân phương tu hành. Các bạn phải trân quý như là một pháp bảo của các bạn. Và chúng tôi chúc mừng, chúng tôi mừng cho các bạn tu hành. Nhưng mà lại người tu ở trong chúng ta lại cực kỳ đúng kiểu đẩy lùi sinh tệ xa dần mình, thì là đẩy lùi Phật Pháp, đẩy lùi tấm lòng của người Phật tử, chứ không phải là do Phật tử quay lưng. Và con nói lên điều này là suy nghĩ nhiều tháng qua trong trái tim con. Giờ con nói thì mọi người ai ghét bỏ con cũng phải chấp nhận. Như đó là sự thật. Quý cô thấy đúng không? Có phải giờ đúng không mình? Con rất là bắt luôn.